Thưa quý vị, với công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Hội thi Dân vận khéo thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội thi đã khép lại, song với những dấu ấn đậm nét, đây là điểm nhấn quan trọng trong công tác đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên Hội thi Dân vận khéo cấp thành phố diễn ra. Song hội thi đã thu hút 19 đơn vị tham gia với gần 500 thành viên, bao gồm 7 quận huyện, 1 đảng ủy trực thuộc thành ủy, 3 đơn vị lực lượng vũ trang thành phố, 4 tổ chức đoàn thể thành phố và 4 sở thành phố. Ngay sau khi Ban Dân vận thành ủy ban hành kế hoạch hội thi dân vận khéo, các địa phương, đơn vị đều bày tỏ sự hào hứng và tích cực chuẩn bị cho hội thi. Các cấp hệ thống dân vận trên địa bàn của quận và phường thì nhận được cái sự quan tâm và tạo điều kiện của lãnh đạo, cũng như là cái tinh thần hào hứng và sẵn sàng tham gia của các lực lượng từ cán bộ và đảng viên, cán bộ làm công tác dân vận, các lực lượng vũ trang cũng như là hội viên, đoàn viên để tham gia vào các phần thi, nội dung của hội thi cũng như là cổ động. Chúng tôi đã tổ chức hội thi ở cấp đảng bộ quân sự thành phố và thông qua hội thi đã lựa chọn hạt nhân, xây dựng kịch bản, lựa chọn chủ đề phù hợp hơn, thiết thực hơn, tổ chức luyện tập. Hội thi đã diễn ra 3 phần thi, bao gồm chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Nội dung các phần thi tập trung vào Nghị quyết số 25 ngày 3 tháng 6 năm 2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố, đề án số 04 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030, những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc. Thấy rằng là hội thi là diễn ra rất là sôi nổi, cái nội dung rất là thiết thực. Và đội thi đến từ cơ sở Sào Bột Bàng thuộc Sở Lao động Thương binh Sào thành phố là cũng đã truyền tải được cái thông điệp trong cái công tác dân vận, vận động với quần chúng nhân dân nơi đơn vị đóng quân để mà làm sạch cái địa bàn, cũng như là trong cái công tác là xây dựng cái vành đai an toàn để mà phòng chống thẩm lậu ma túy và thực hiện tốt cái công tác cai nghiện. Theo ban tổ chức, trong 2 ngày diễn ra hội thi, các đội đã thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nội dung thi đã đề ra, đặc biệt phần tiểu phẩm với nhiều đề tài ấn tượng. Kết quả chung cuộc, giải nhất đã thuộc về đội công an thành phố. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đánh giá cao tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm của các đơn vị tham gia, góp phần quan trọng để hội thi mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Hội thi của chúng ta đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Đây thực sự là hoạt động chính trị thiết thực trong công tác dân vận của Đảng bộ thành phố. Thông qua các phần thi đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Về công tác dân vận là dịp để đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, giao lưu, học hỏi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, công tác, kỹ năng xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở. Kết quả của hội thi đã khẳng định được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua dân vận khéo nói riêng. Đây là kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện đề án 04 của Ban Thường vụ Thành ủy. Mục tiêu cao nhất của công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh. Vì vậy, Ban Dân vận Thành ủy mong muốn sau hội thi, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố, phong trào thi đua dân vận khéo với những phương thức dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm sẽ góp phần huy động sức mạnh tổng thể của người dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố.